mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món ba chỉ lắc xả tắc. Món này có thể dùng làm món ăn chơi, món ăn nhậu đều rất là ngon. Thành phẩm thu được là miếng thịt giòn, ngấm vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa và thơm nồng mùi của lá chanh và xả tắc. Nguyên liệu để làm món ba chỉ lắc xả tắc này thì gồm có 300g thịt ba chỉ, 4 đến 5 trái tắc hay còn gọi là quất, 3 đến 4 cây xả, vài lá chanh, một củ hành tím, một nhánh gừng, một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường, một thìa cà phê ớt bột. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình chút muối và chút giấm nữa nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên, thịt ba chỉ mua về thì các bạn làm sạch lại với muối và để cho ráo nước. Thịt ba chỉ ở đây thì mình đã làm sạch rồi. Mình đã chuẩn bị ở đây một nồi nước đựng khoảng 500ml nước. Mình cho khoảng 1/3 thìa cà phê muối vào. Gừng và hành tím mình đập dập, sau đấy mình cho vào nồi nước. Tiếp theo mình sẽ cho thịt ba chỉ vào. Mình luộc qua thịt ba chỉ. Để khi chiên thì phần bì sẽ giòn và nó không bị nổ. Khi nồi nước luộc thịt sôi khoảng chừng 2-3 phút thì mình tắt bếp, vớt thịt ra và để cho thịt nguội. Thịt ba chỉ luộc xong, các bạn rửa lại với nước lạnh, sau đấy các bạn để cho thịt ráo nước. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái nĩa này, mình xăm lên trên phần bì heo này. Xăm bì xong thì mình sẽ dùng khoảng 1 thìa cà phê muối, mình thoa đều lên trên mặt bì này. Và mình thoa lên mặt bì một chút giấm nữa. Nếu có nắng thì các bạn có thể mang phần thịt này ra phơi nắng trong khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng nếu trời nắng to. Còn nếu không có nắng thì các bạn có thể để cho nó khô tự nhiên để khoảng chừng 30 phút nhé các bạn. Xả các bạn rửa sạch, sau đấy thái mỏng. Nếu các bạn có dụng cụ bào thì các bạn cũng có thể bào mỏng ra. Đối với tắc hay còn gọi là quất thì một trái mình sẽ để riêng ra để mình vắt lấy phần nước cốt. Còn 4 trái còn lại thì mình sẽ thái lát mỏng ra. Các bạn có thể thái làm 3 hoặc làm 4 đều được. Ớt mình thái lát tùy theo các bạn thích ăn cay nhiều hay ít mà các bạn có thể tăng giảm lượng ớt. Lá chanh thì mình sẽ thái sợi nhỏ. Bì sau khi ướp muối và giấm được khoảng 30 phút thì các bạn lau sạch bì, lau khô bì đi. Và bây giờ mình sẽ mang thịt đi chiên nhé. Dầu ăn đã sôi rồi, mình sẽ cho thịt vào chiên. Các bạn
nhớ lau khô miếng thịt trước khi chiên để cho thịt khi chiên không bị bám dầu. Mình sẽ chiên phần bì trước để cho phần bì giòn. Khi phần bì đã vàng giòn rồi thì mình sẽ lật và chiên cho đến khi và chiên vàng các mặt còn lại. Phần bì nữa. Các bạn chiên cho đến khi miếng thịt vàng đều tất cả các mặt là được. Thịt mình chiên như thế này là được rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp, gắp thịt ra và để cho thịt nguội bớt. Để cho thịt nguội bớt, giờ mình sẽ thái thịt ra thành các miếng nhỏ vừa ăn. Wow, phần bì rất là giòn các bạn ạ. Phần thịt đang còn nóng. Đây, các bạn thấy phần bì rất là giòn nhé. Ăn giòn rụm luôn các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ cho thịt vào trong một cái hộp. Sau đó mình vắt trái tắc này. Mình lấy nước cốt và mình cho vào cùng với thịt. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần tắc thái lát, ớt, sả, lá chanh vào cùng luôn. Ớt bột, đường. Mình dùng một thìa canh đường, một thìa canh nước mắm. Giờ mình đậy nắp hộp lại, sau đấy lắc đều lên. Các bạn có thể điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị của gia đình nhé. Wow, rất là thơm, rất là hấp dẫn rồi. Thịt này thì các bạn có thể để ướp khoảng 15 phút để cho thịt ngấm gia vị là chúng ta có thể dùng rồi. Mình quay gần để các bạn cùng xem này. Giờ mình sẽ cho ra đĩa và cùng thưởng thức nhé. Và đây là đĩa thịt ba chỉ lắc xà tắc, sau khi ướp được 5 phút mình đã cho ra đĩa này. Các bạn có thể thấy đĩa thịt vàng ươm và trông rất là hấp dẫn. Và giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn. Wow. Phần bì thì giòn tan, miếng thịt mềm thơm đậm đà đủ bốn vị chua cay mặn ngọt hài hòa, rất là ngon các bạn ạ. Khi ăn thì dậy mùi thơm của sả tắc, cay cay một chút vị của ớt nữa, tuyệt vời. Món này làm món nhậu hay món ăn chơi thì rất là tuyệt vời. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với món thịt ba chỉ lắc sả tắc này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.